chị là khi nãy giờ là chị có xem những người bạn của chị chơi cũng rất là đơn giản đúng không? Rồi bây giờ là chị muốn chơi thử hay là chơi thiệt? Thử đúng không? Rồi phụ nữ lúc nào rồi cũng rồi bây giờ rồi rồi chị bỏ vào mấy chỗ nào? Rồi còn thiếu nhân nữa, còn thiếu nhân nữa, kẹo hay là hạnh nhân? Rồi mình sẽ xem bắt đầu. Rồi chứ mà mấy chỗ nhanh lên nè. Đúng rồi, mình còn nhân, còn chưa có nhân thì chị mình lấy nhân đi. Rồi đúng rồi, bây giờ mình luôn lại cái mấy chỗ để mình nhân rồi bỏ vào cho mấy chỗ như nào. Rồi cho mấy chỗ hoạt động nè. Rồi, tay xuống. Rồi, rất là tốt. Rồi, bây giờ là chị bỏ, chị lấy sô-cô-la bỏ vào quần đông. Rồi, ở đây lấy cái liệu cho mấy chỗ đổ vào khuôn nè chị. Bây giờ là quay lại nữa chính xác rồi đổ vào khuôn. Chúng ta chỉ 25 giây thôi. Cho khuôn vào trong thùng đông đá đi chị. Rồi, bây giờ là mình cảm thấy là mình tự tin chiến thắng đây. Rồi. Đến khuôn trong thùng đông đá đây. Chơi thiệt nha. Rồi, bỏ lên cái khay. Bỏ lên cái khay nè. Chơi thiệt nha chị. Bỏ lên cái khay. Chưa chưa. Quay lại khuôn đi chị. Quay lại cái khuôn. Rồi, bỏ lên khay. Bỏ cái sô-cô-la rồi. Hãy lựa những vật liệu vật kia để trang trí cho sô-cô-la. Rồi, mẹ bỏ lên sô-cô-la của chị đi ạ. Bỏ lên sô-cô-la chính xác rồi. Tiếp tục rồi, tiếp tục thì là chị đây, có cái nút tiếp tục ở trên cao này. Cái nút tiếp tục ở trên cao này. Mình chỉ còn thiếu nhân nữa thôi. Rồi. Rất là tiếc rồi, bây giờ hẹn đầu mấy chỗ là chị hãy thắt tay xuống. Chị hãy thắt tay xuống. Mình xích xa ra một xíu nữa. Xích tới nữa rồi, hãy thắt tay xuống. Hãy thắt tay xuống anh chị. Không biết là cái việc nào ở dưới này cũng muốn theo. Đúng rồi, mấy chỗ đang hoạt động. Rồi đúng rồi. Rồi và bây giờ quay